Bên họ cung con cung xăm bẩn thôi. Greg Per, Quid Greg, Xuân Thứ Per, Tomera cho son và Tony đấy, có cung bên kia ông Tony cầm Zoomer đấy. Bên mình là Tí cầm AC, Kinh Công cầm Max C, Đạt Babylon và cuối cùng Ngọc Sơn là người cầm Greg. Vâng, bài kinh công bài đẹp đấy. Kinh công bài Max khá đẹp. Vâng, gặp ông Sumer với ông Trò Son cánh bên này lại cân đôi luôn, gặp ông Tom với ông Tony. Đạt Babylon. Bài này Đạt thì dâng L rồi. Do AC là người đầu cánh đánh cung. Ngọc Sơn Greg. Thôi đến với mình máy cái thủ kinh công nào, bài đẹp nhất bên mình. Bài kinh công là bài đấu kích đời rồi. Đánh 2-3 nông dân Max C. Tí AC đây cũng đã kích rồi, 26 dần. I
Vâng, Persian chọc vào nhà AC này thì khá sớm. Đây mà thấy bài AC bên mình cũng lên sớm cơ. Vâng, Ngọc Sơn này phải chọc nhà Persia. Đây, con giò bắt đầu tìm. Bắt đầu để tìm nhà Persia. Đây, gặp. Công giáp. Persia lên đời đấy, lên rất sớm, kích 9 luôn. Mà lọt tới bãi vàng này tươi này. Ôi, cái đây này. Nào, chú ý. Tên này là một tên rất... Rồi, lọt. Không được tình huống này. Đạt có khi 1L1A nhé, để còn bắn mấy thằng chém nữa. Đừng đánh 2L. Bài này nên 1L1A thôi. Bãi gỗ này này, Ngọc Sơn này. Rồi, Ngọc Sơn đang chặn bãi quả đấy rồi. Persian tạm thời đang mất tay, mất lực. Ui vâng, cái bãi quả của M này xấu chưa. Vẫn phải ăn. Tí cố gắng thủ tốt những tên này. 2L đang siêu đều đến từ Per. Kinh công gặp nhà cái thua 7. Đây là Tomeda, người cầm cho son. Bảy khả năng chết với kinh công đấy. Rồi có 1A để đi bắn bò nhỏ dành cho game thủ đạt. Rồi Ngọc Sơn đang chăn thằng Quýt rồi đấy. Quýt là người cầm Greg. Quýt là đỉnh bài đấu đi giật lờ. Nhà là rất sâu. À, đánh Y đâu Y. Y thủ dành cho Quýt. Như vậy không phải bài giật lờ. Y thủ dành cho Quýt, xin lỗi. Ngọc Sơn vào ăn yếu được Quýt đấy. Nó chỉ đánh Y thôi. Sơ đang chăn dân của chủ lực Quýt, nó Quýt đấy, đấy nhá. Rồi chưa chăn được khá nhiều dân cho cam Quýt. Vâng, ba cái bài vâng thùng thốc này không đánh Y thủ được. Vâng, tôi. Vâng, cái bài đấu mà ông Quýt nhà vâng chống như cái nghĩa trang, cái này không đánh Y thủ được. Rồi tiếp tục chết dân được Quýt tình huống này. Đạt 28 này, thằng 6 feed chưa? Thằng 8 trong gánh là Summer và thằng Quýt đã ôm nhau, hai thằng ôm nhau đánh cung. Có lọt bãi vàng này. Thôi 6 feed vàng, 6 feed, 6 khả năng feed luôn rồi đấy. Tí 31. Rồi nhưng mà hơi đáng tiếc là chủ lực bên mình được gặp ngay ông Per. Bắn lên bãi gỗ nhá. Mà cần thì đánh kiểu bỏ nhà cũng được. Rồi tí 32. Kinh công 28, kinh công Max C bị đâm y ngược. Từ tầm này kinh công có lẽ sẽ mất tham, nhưng mà tức được tầm 10 con chém. Max C đến thời điểm này là chấp nhận mất tham. Đạt 33, 1L1A, có cung R đi cùng vào nhà 8 luôn. Bên kia là còn thằng Greg. Rồi Ngọc Sơn báo về là đang đi cùng vào nhà game thủ 18, kinh công đang chém ruộng. Rồi 18 chỉ là Tony thôi, chỉ là Tony. Nhai được. Vâng, Greg là người đánh chắc nhà và vừa y vừa phù. Khả năng tên này nó yếu đấy, khả năng tên này bị bắn nó yếu, nó nãy nó chết nhiều dân lắm rồi. Đấy 1L1A. Hiệu quả là cực kỳ cao. Đấy chủ lực với nó hình như mất chủ lực thằng Quýt cũng chết tên này này. Thằng Quýt khả năng cũng tím tên này với 1L1A đến từ game thủ của 3. Ôi giời, thằng Quýt vẫn mất con lạc đà. Cho cung R vào bắn trước thì tươi hơn. Tí cuối cùng đẩy nhẹ một tơn thôi nhà, một năm chết luôn. Tí 34, 6m là còn gì không. Hạ sát nhanh đằng 6 nào, đẩy nhẹ một năm chết luôn đấy. 8 báo bây giờ chết rồi, tham lai mình lạc đè. Chủ lực mình nó yếu lắm. Rồi đứt rồi chạy chết. Bắt kinh không, bắt feed. Rồi, đây là Summer, vâng. Tận đây chỉ là Tony thôi.
Đây thì là Tony. Ờ, bay gỗ kìa. Vâng, bay gỗ đây thì là Tony thôi. Không, nó không chạy, không biết đâu. Cái game thủ sinh năm 2001 không biết gì đâu. Tôi bên coi kia còn duy nhất thằng 5 ấy nhá, y thủ Greg. Nhưng mà nhà vâng trống như cái chuồng lợn. Tờ này có lẽ cũng rời ACD một vòng rồi, họ cũng fit. Mẫu 7 là cho Son. Cứ kệ, vâng tầm này tí chứ cần hồi. Không phải hồi mà tí vẫn có tham một lại 40 cơ. Vâng bắn là quýt, một tờ là tím luôn. Có thể đạt cứ quay về nhà chơi đường quýt đi. Móc nó đi. 8 rưỡi, gần 9 giờ. Nhà xấu lắm, đi một vòng cũng đờ nó chết. Đấy, mùa 3 cứ tì đi, cứ móc đi, có cung đờ cơ mà. Cứ móc một cái bãi vàng này đẹp rồi. Đấy. Tầm này thì rỉa cái y, đợi tí lên. Bây giờ cũng không biết đánh ai. Bây giờ ai còn, bên kia ai còn tham nhờ, hay còn mỗi thằng 5 thôi. Mỗi thằng 5 thôi là thắng rồi. Tí đi bằng 10 cung đờ, 15 con cung đờ nó chết. Mùa 3 vào đi, đấy. Mùa 4 nó đục ở mặt trên rồi, mùa 3 vào chỗ dưỡng chính đi. Nó mất tay lắm rồi. Ngọc Sơn 30 đang quản nhà 18, nhiệm vụ mùa hám này có lẽ là quản 18 thôi. Bên quyết định sổ luôn. Quyết định hiệp quyết luôn. Nhưng mà tân đấu này phải có cung đờ. Bên nó là khá châu Y và Phù. Rồi tí 52. Chạy lên đi tí ơi, mùa 2 rồi, vào đi. Mặt bên kia là mặt có Y với Phù nhá. Vâng, kinh công báo về lọt nhà. Vâng, cái tầm đánh Y thủ thì làm sao mà thủ được cái loại chém nó móc nhà. Và tỷ số sẽ là 1-2 trong trận đấu thứ hai. Vâng, đi sai rồi. Đấy, đánh quân xấu nhưng cứ mà trận này Summer có ai đánh đâu mà fit. Nhưng mà có ai đánh nó mày đâu.